Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Laptop văn phòng hiệu năng cao hiện nay đang là xu thế của thị trường Ultrabook. Khi ngày nay, những chiếc laptop này không chỉ được trang bị cấu hình vừa đủ để giải quyết các công việc văn phòng, mà nó còn được nâng cấp sức mạnh nhiều hơn để làm cho người dùng thoải mái hơn khi giải trí hay thực hiện các tác vụ nâng cao. Vì thế nên ngày càng mỏng, nhẹ sẽ là lợi thế để cạnh tranh cực kỳ lớn của những chiếc Ultrabook này. Với xu hướng như vậy, Acer đã thiết kế ngay cho chúng ta chiếc Swift Go 14 cho cân nặng cực nhẹ chỉ 1,2 kg. Bên cạnh đó, hiệu năng cũng không phải là dạng vừa mà giá thành lại cực kỳ mềm. Vậy hãy vào ngay video hôm nay với mình để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc laptop này nhé. Điểm nổi bật nhất trên chiếc laptop này có lẽ là thiết kế mà Acer mang lại. Với độ dày chỉ 15,9mm và cân nặng là 1,2kg thì quá mỏng và nhẹ cho một chiếc Ultrabook. Vì để đề cao tính di động, với cân nặng này thì bạn hoàn toàn có thể mang đến mọi nơi để học tập và làm việc. Bạn có thể thấy mình dễ dàng cầm bằng một tay để nâng lên, hạ xuống hay kể cả cho vào ba lô mang đi làm mà cũng không lo đau mỏi lưng. Không những vậy thì Acer Swift Go 14 có ngoại hình không khác biệt so với những chiếc Swift khác, khá đơn giản để phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Bao phủ toàn bộ vỏ máy là màu xám bạc cùng logo Acer đặt ở cạnh viền mặt trên để làm nổi bật thương hiệu. Với thiết kế này cho chúng ta sự sang trọng, tinh tế và hiện đại đúng chuẩn một chiếc laptop văn phòng mà ai cũng cần phải có. Nhưng chỉ dừng lại ở thiết kế thì không đủ, vì hiệu năng của chiếc laptop này mang lại cũng khiến chúng ta phải bất ngờ. Bạn có nghĩ rằng trên một chiếc laptop văn phòng mà lại được trang bị chip khủng, mà dung lượng RAM và SSD cũng ngang ngửa với một chiếc laptop gaming không? Sở hữu chip AMD Ryzen 5 7530U với 6 x 12 luồng, dung lượng RAM là 16GB DDR5. Còn về dung lượng SSD thì lên đến 1TB, bạn thoải mái xử lý các tác vụ văn phòng, đăng nhập máy vô cùng nhanh chóng cũng như là mở nhiều tab cùng lúc để làm việc, giải trí và lưu trữ thả ga trên chiếc laptop này mà không lo hết dung lượng. Tích hợp card đồ họa AMD Radeon Graphics cho phép bạn chỉnh sửa hình ảnh, dựng video 2D đơn giản trên các phần mềm như là Photoshop AI. Bên cạnh đó, với chiếc card đồ họa này thì bạn cũng có thể chiến các tựa game thoải mái để giải trí. Đương nhiên, với một chiếc laptop văn phòng thì chúng ta không thể đòi hỏi quá cao về nhu cầu chơi game. Nhưng với chiếc Ultrabook này, có thể chơi game nhẹ cũng là một điểm cộng khá lớn rồi. Rất phù hợp cho những anh em văn phòng nào vẫn có máu chơi game trong người. Màn hình của chiếc Acer Swift Go 14 này khá vừa phải, với kích thước 14 inch Full HD tấm nền IPS cho bạn góc nhìn rất rộng, khiến trải nghiệm hình ảnh của bạn vô cùng sống động, sắc nét. Với chiếc laptop này thì bạn cũng có thể làm đồ họa ổn vì độ phủ màu của nó lên đến 100% sRGB cùng công nghệ Acer ComfyView LED Backlit để bạn đảm bảo hiển thị màu sắc luôn rực rỡ. Nếu bạn làm về đồ họa thì có thể lựa chọn chiếc máy này phục vụ cho công việc thoải mái. Tần số quét mà Acer trang bị cho chiếc máy này là 60Hz, đủ để bạn chơi game và hình ảnh không bị giật lag, xé hình. Viền màn hình cũng được làm cực mỏng, tối đa diện tích trong màn hình, vừa cho thiết kế trông sang trọng hơn. Cạnh trên được trang bị thêm một camera 1080p HD cực xịn để bạn thoải mái gọi điện, học tập và làm việc trực tuyến bằng chiếc camera này. Về mặt si, phần bàn phím và touchpad được làm rất cẩn thận, khung bàn phím được làm bằng nhôm nguyên khối, vậy nên chắc chắn bạn sẽ không có hiện tượng flake nào khi bấm. Phím bấm vuông vắn, ấn cảm giác đồng, êm tay nên bạn thoải mái đánh máy cả ngày cũng không lo bị mỏi. Touchpad rộng rãi cho cảm ứng đa điểm, các cú vuốt chạm cuộn trang của bạn rất nhạy và mượt. Kể cả không có chuột rời thì bạn vẫn sử dụng chiếc touchpad này thoải mái. Vì là một chiếc laptop văn phòng, vậy nên các cổng kết nối trên chiếc Acer Swift 4 này rất đa dạng, bao gồm hai cổng USB Type-C, hai cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một jack cắm tai nghe để bạn thoải mái kết nối và truy xuất với các thiết bị ngoại vi. Trên chiếc laptop này cũng được nâng cấp lên Wi-Fi 6E để đường truyền mạng của bạn được ổn định và nhanh hơn rất nhiều, cùng với Bluetooth 5.1 giúp bạn không cần kết nối bằng dây mà bằng sóng cũng có thể truy cập với các thiết bị khác để trình chiếu hoặc là chia sẻ dữ liệu rất thuận tiện. Tổng kết lại, với mức giá chỉ hơn 18 triệu đồng, khá mềm để ai cũng có thể tiếp cận thì đây xứng đáng là một chiếc Ultrabook ngon nhất trong tầm giá này. Bất kỳ các tác vụ nào, từ văn phòng cho đến đồ họa hay là chơi game nhẹ nhàng thì Acer Swift Go 14 đều đáp ứng thoải mái. Link sản phẩm và những chương trình ưu đãi thì mình sẽ để ở phần mô tả. Đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình ra những video tiếp theo. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.